Kính này chị đeo chị bán Nói chung là mấy bé cứ bảo chị rằng là sang đây cọ toilet nhục Nhục cũng được Cọ toilet cũng được Mà bên này này Cọ toilet 20 đồng một giờ Thì mọi người tính đi Một ngày nếu như đi cọ toilet 5 tiếng Đó Đó 5 tiếng thì có nghĩa là gì 100 đồng 100 đồng là bao nhiêu tiền Việt 2 triệu 550 nghìn Thế thì đi cọ toilet bên này Mình kiếm 2 triệu 550 nghìn một ngày Thì các chị có kiếm không ạ à? Kiếm chứ Nhiều người giàu cách trù cũng không thích trang Ôi rồi ơi Cứ tự vấn lương tâm mình đi Xem bản thân mình có nhiều người thích không Trên đời này này Sinh ra là một con người Ai cũng có đứa ghét đứa thương nếu sinh ra là một con người cuộc đời ai mà không có người ghét thì cuộc đời đứa đấy coi như bỏ vì đứa đấy không có giá trị còn nếu như mình bị mấy cái đứa nó ghét ấy nó càng ghét mình thì mình càng có giá trị bởi vì mình không có giá trị nó sẽ không để ý mình rõ ràng còn bọn giàu ghét tao